Mời quý thính giả cùng đón nghe bộ truyện Hai lần lên xe hoa của tác giả Võ Nghiêm Phương, tập 4. Ba à, con muốn ly hôn. Vạn Quyên nói một cách dứt khoát. Con hết chịu nổi con người đó rồi. Ngày nào anh ta cũng uống rượu. Anh hai, anh nói với ba giùm em đi. Minh Thiên gật đầu quay sang ông Long. Cho nó ly hôn đi ba. Lúc này Phan Anh ngày nào cũng rượu chè be bét, có làm nên tích sự gì đâu. Nhìn nó, con còn vắt chán, huống hồ diễm gái con. Ông Long xui xị. Chúng mày làm sao đó thì làm, miễn không ồn ào là được. Một hai đội lấy thằng que cũng được đi. Nó què như có tài, chưa quá 3 năm đòi ly hôn. Vậy phần bé Diễm con tính sao? Con của con thì con nuôi. Con sẽ tu tỉnh và dốc sức vào công ty sống xanh cùng với anh hai. Ba yên tâm đi. Vậy thì được. Vành Khuyên vui mừng. Cô nghĩ đến ngày tuyên bố cho Từ Văn biết cô đã tự do. Ngày trước anh vì những khúc mắc với anh hai cô nên không cưới cô. Bây giờ ai yên phận nấy. Vả lại Từ Văn không thể chối bỏ trách nhiệm với bé Diễm. Này, Minh Thiên đuổi theo chân em gái. Em lại muốn trở về với Từ Văn à? Phải. Vạn Khuyên gật đầu. Ngày trước em đông cạn, cứ nghĩ phải đi lấy chồng, bất cứ người đàn ông nào cũng được, miễn làm cho Từ Văn phải đau đớn. Hơn 2 năm sống với Phan Anh, em hiểu, em chẳng được gì cả. Cứ nhìn cái chân giả của anh ta là em muốn buồn nôn. Cái chân đó là kết quả của mối tình say đắm của anh ta với người con gái khác. Lòng em lạnh ngắt nên em muốn chia tay. Dù sao thì cũng chính anh là người góp phần lớn trong sự bất hạnh của em. Em sẽ tìm Từ Văn, anh ấy phải có trách nhiệm với đứa con của anh ấy. Vậy thì chúc em may mắn và hạnh phúc. Quay về nhà, nhìn thấy Phan Anh còn ngủ trên ghế dài, tức mình Vành Khuyên mở tung cả cửa lớn và cửa sổ. Cô làm ầm ầm như thế mà Phan Anh vẫn ngủ. Tức mình Vành Khuyên hát nước từ ly nước trên bàn vào mặt Phan Anh. Dậy đi! Phan Anh giật mình hét. Gì vậy? Vành Khuyên đầy nghiến. Trời sập đó, anh nghe rõ chưa? Cô muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Không phải kiếm chuyện với anh, mà tôi đánh thức anh dậy. Nói vào mặt anh là tôi chán anh rồi. Nhìn mặt anh là tôi muốn ói. Tôi báo cho anh biết tôi sẽ ly hôn. Phan Anh cười khẩy. Đã đến lúc cô không còn cần cái bung sung này nữa phải không? Gã không chịu cưới cô, mà cô thì không muốn phá thai, muốn giữ cái bụng bầu hành hạ gã về sau. Tôi là miếng chanh vắt hết vỏ, nên cô không tuyên bố, tôi biết cũng sẽ có ngày này. Vậy thì dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi. Phan Anh lạnh lùng. Muốn ly hôn hả? Tôi bắt bé Diễm. Và còn nữa, công lao tiền bạc của tôi 3 năm qua phải trả cho tôi sòng phẳng. Nếu không, khỏi ly hôn. Vành Khuyên tức giận quát. Anh thừa biết bé Diễm không phải con anh kia mà. Tại sao anh muốn bắt nó? Tiền bạc tôi có thể cho anh, nhưng bé Diễm thì không. Cô không được nói là tiền bạc cho tôi, mà là trả công sức 3 năm qua tôi đã giúp công ty vững mạnh. Còn bé Diễm, cô ra tòa nói nó không phải là con tôi đi. Tôi sẽ không đòi bắt nó. Vạn Khuyên gườm gườm nhìn Phan Anh. Không ngờ anh ghê gớm như thế. Cô đã xem thường đối thủ của mình. Thật sự anh muốn gì, Phan Anh? Chẳng phải anh đâu có tha thiết gì cuộc sống chung với tôi? Ly hôn để anh có thể trở lại với Bảo Khuyên sao? Bảo Khuyên không trở lại với tôi. Cô ấy muốn làm mẹ bé Hiếu. Tôi rất gây đau khổ cho cô ấy, nên không ly hôn để cô ấy có cơ hội đến với Từ Văn. Nếu sống với Từ Văn, cuộc sống của Bảo Khuyên và con gái tôi sẽ tốt đẹp hơn. Anh là đồ điên! Quá giận, Vành Khuyên lao vào đánh túi bụi vào đầu, vào người Phan Anh. Khốn kiếp! Phan Anh hất mạnh Vành Khuyên ra. Cô là con vợ mất dạy. Với cá tính của cô, Từ Văn mà chịu cưới cô thì anh ta là thằng điên. Đồ tôi! Vành Khuyên ném hết những gì vớ được vào người Phan Anh. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi cái gạt tàn thuốc bay vào đầu Phan Anh. Bóp! Cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Máu từ đầu Phan Anh phụt ra. Lúc đó, Vành Khuyên mới sợ hãi lùi lại. Cô quay đầu chạy trốn ra ngoài. Phan Anh không đuổi theo. Cái chân của anh đâu có cho anh làm điều ấy. Anh không muốn đánh nhau với Vành Khuyên. Mà điều anh cần là tiền để lo cho Bảo Khuyên và đứa con gái của anh. Đó là những gì anh muốn làm khi chính mình đánh mất hạnh phúc của mình. Minh Thiên gắt gỏng. Anh muốn bao nhiêu thì mới chịu trả tự do cho em gái tôi, hả?
Trước ánh mắt như tóe lửa của Minh Thiên, Phan Anh nhún vai. Anh hỏi tôi bao nhiêu ư? Bao nhiêu thì cho đủ. 3 năm qua, tôi điều hành công ty, phát hành nhạc, sáng tác nhạc, và công ty Sóng Xanh bây giờ là công ty ăn nên làm ra. Muốn hất chân tôi hả? Không dễ đâu. Còn nữa, Phan Anh rít một hơi thuốc dài và nhả khói ra thành vòng tròn. Tôi có một người vợ. Dù tôi không cho cô ấy danh phận chính thức, nhưng rồi tôi đã vì thù hận và vì tiền bạc của anh mà bỏ vợ con mình để lấy em gái anh. Tôi chỉ là một thứ công cụ, một cái bung sung. Không còn kiên nhẫn được nữa, Minh Thiên quát lớn lên. Nếu mày không thù hận, không ham tiền và mê em gái tao, ai quyến rũ được mày? Đúng như thế, tôi là cái thứ bỏ đi ấy. Bây giờ hối hận đã muộn, anh đừng có quát lên và mày tao với tôi. Được, tôi nói, tôi muốn có 1 tỷ. 1 tỷ? Minh Thiên vỗ mạnh bàn. Mày tưởng tao in tiền chắc? Phan Anh lạnh lùng. Nếu không có, tôi không ly hôn. Mày không ly hôn cũng được, vì bé Diễm không phải con mày, đừng hòng làm tiền tao. Phan Anh cười nhạt. Và cả thằng bé Hiếu nữa chứ gì. Nó là giọt máu của anh. Anh phá tan nát gia đình người khác, nhưng lại sợ cô vợ tỷ phú của anh bỏ anh. Được, ra tòa nói đi. Có nhiều ký giả muốn biết cái tin này để đăng báo lắm đây. Minh Thiên gầm lên, tưởng chừng có thể nuốt sống ăn tươi Phan Anh mới vừa lòng. Tuy nhiên anh ta chẳng làm gì được cả. Anh ta khôn ngoan để hiểu dù Phan Anh tật nguyền nhưng vẫn có sức mạnh. Vụ việc sẽ sùm hơn nếu giải quyết bằng bạo lực. Minh Thiên gầm gừ. Tao tính lại đã. Tùy anh. Phan Anh đứng lên. Bây giờ anh là cái thằng cùi, không sợ lỡ nữa rồi. Cuộc đời của anh luôn đi từ bất đắc chí này đến bất đắc chí khác, thì anh không còn cần gì nữa cả. Huống chi anh không thể nào níu kéo Bảo Khuyên quay về với anh. Không có gì hơn Bảo Khuyên và đứa con gái của anh. Trong cái tâm trạng bi quan đau khổ ấy, Phan Anh gần như tuyệt vọng. Ngày tháng với anh bây giờ là rượu và rượu. Đêm nay lại giống đêm nào, nhấp xong chung rượu buồn vào tận gan, lệ rơi vào rượu, hàng mi lờ đờ, cho ta say chết đêm nào đêm nay. Trong cơn say nghiêng ngã, Phan Anh đến gõ cửa phòng Xuân Lan. Tưởng là Du Bảo, Xuân Lan vội ra mở cửa. Anh Bảo, quên gì hả? Phan Anh té ngã nhào vào phòng Xuân Lan. Xuân Lan hốt hoảng kêu lên. Anh Phan Anh, sao say dữ vậy nè? Xuân Lan cố dìu Phan Anh đứng lên. Cô vừa lôi anh ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh nằm đó đi, em đi pha nước cho anh cho. Uống chi nhiều như vậy không biết. Phan Anh nằm sải tay, mắt nhắm lại. Anh sắp vào rồi, em biết không? Họ phải đưa anh 1 tỷ lận. Xuân Lan cau mày. Ở đâu mà anh có? Vành Khuyên muốn ly hôn. Cô ta muốn tự do để sống với Từ Văn. 1 tỷ đâu có mắc. Vành Khuyên chịu đưa anh đến ngần ấy tiền à? Ừ. Khi ấy anh tha hồ uống rượu. Lại rượu? Anh có biết uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe? Hại thì hại. Một con người bỏ đi như anh sống dai làm gì? Một con kiến còn muốn sống nữa là anh. Anh say rồi, ngủ đi. Xuân Lan đi pha ly nước chanh. Cô nâng đầu Phan Anh dậy. Anh ráng uống miếng nước chanh cho tỉnh. Lần này Phan Anh ngoan ngoãn uống, chứ không chống lại. Xong lại ngã vật xuống, nằm yên như ngủ. Xuân Lan thở dài nhìn Phan Anh. Bây giờ trong anh bệ rạc quá, còn đâu nét hào hoa, lịch lãm, say đắm lòng người. Phan Anh thức giấc vì tiếng động. Anh mở mắt ra nhìn quanh. Xuân Lan mỉm cười. Anh nghe tỉnh hẳn chưa? Nếu cứ uống rượu hoài, anh sẽ chết sớm cho mà xem. Phan Anh ngồi dậy. Thôi qua anh làm phiền em, xin lỗi em nghe. Lỗi phải gì? Em biết là anh không còn chỗ để đi mà. À, anh đi rửa mặt đi. Em để khăn và bàn chải đánh răng trong phòng tắm, xong rồi ra đây ăn sáng với em. Phan Anh khệnh khạng đi vào phòng tắm, nước mát cho anh tỉnh táo lại. Khi anh trở ra, Xuân Lan dọn cháo trắng lên bàn. Anh ăn cháo trắng với trứng vịt lộn nghe. Bây giờ em cho ăn món gì cũng quý hết. Em mà đuổi anh ra khỏi nhà, anh không biết đi đâu. Anh đừng uống rượu nữa. Phan Anh ngồi xuống ghế, bừng chén cháo nóng lên. Em bảo, anh không uống rượu thì làm sao đây? Viết nhạc. Anh không muốn suy nghĩ nữa. Đụng đến đàn là anh thấy buồn. Chính vì anh như thế này, Bảo Quỳ có muốn trở lại với anh, cô cũng không dám. Sợ khổ và chê anh hư hỏng à? Chứ còn gì nữa. Anh biết lúc ở Hà Nội về, Bảo Quỳ ốm liên miên. Chính vì vậy
mà bé Bi ra đời lúc bào thai chưa được 8 tháng. Miếng cháo nóng trong miệng Văn Anh suýt làm anh bị phỏng. Anh ngồi đờ người ra. Bảo Khuyên oán anh là phải. Tội lỗi của anh quá lớn. Bây giờ Bảo Khuyên cư xử với anh thế nào cũng chưa xứng đáng với những gì anh trót gây đau đớn cho cô. Cháo nóng không ngon à? Xuân Lan quan sát nét mặt Văn Anh. Anh lắc đầu. Em không ghét anh, còn lo cho anh là quý rồi. Cháo ngon lắm. Em nấu cháo trắng như thế này làm cho anh nhớ mẹ anh. Lâu rồi anh chỉ lo kiếm tiền, quên mẹ mình. Hay là về nhà với bác đi. Ừ. Văn Anh cố ăn hết chén cháo. Ừ, anh sẽ về, bỏ lại tất cả tình yêu, đau đớn và sự thù hận. Đang ăn, một cảm giác đau quặn. Văn Anh phải bỏ chén cháo xuống ôm lấy ngực mình. Anh sao vậy? Sao anh cảm thấy đau quá? Cơn đau kỳ lạ. Ban đầu anh không mấy chú ý, nhưng rồi sau đó hình như nó thường xuyên hơn. Anh đi bác sĩ khám lần nào chưa? Chưa. Xuân Lan kêu lên. Trời đất ơi, sao anh xem thường sức khỏe của mình quá vậy? Lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. Em biết, anh là con người, khi nào bệnh nặng mới chịu đi bác sĩ, uống thuốc mà. Sợ anh luôn, bây giờ em đưa anh đi bác sĩ nghe. Ừ, nhưng mà Xuân Lan nè, có khi nào anh ở nhà em, lừa Bảo Hiểu làm em không? Không có đâu, anh ấy cũng là người hiểu lý lẽ. Văn Anh nửa đùa nửa thật. Và với con người như anh, anh ta mà ghen là đồ ngốc. Anh thật là. Thôi mau đi, anh chuẩn bị đi bác sĩ với em nè. Văn Anh nhăn nhó như thuở nào bị Xuân Lan ép buộc anh phải làm cái điều anh không thích. Nhưng giờ đây là cái nhăn nhó hạnh phúc. Ít ra anh cũng còn tình bạn với Xuân Lan. Xuân Lan cầm tờ kết quả siêu âm, dòng chữ ghi khiến cô choáng: ung thư gan giai đoạn 2. Kết quả này không thể nào cho Văn Anh biết. Nhưng nếu không nói, làm sao bác anh trị bệnh hay uống thuốc đây? Dặn dò bác sĩ tuyệt đối không được cho Văn Anh biết. Xuân Lan trở ra, cô làm vẻ mặt bình thản. Gan anh bị nóng, cần hạn chế cà phê, rượu và thuốc lá, anh hiểu không? Văn Anh đùa. Vậy mà em làm vẻ mặt nghiêm trọng. Chà, cà phê thuốc lá bỏ được, nhưng chắc rượu thì không rồi. Xuân Lan vờ trừng mắt. Em không có đùa với anh đâu. Văn Anh vẫn đùa. May mắn em không phải bác sĩ. Em mà là bác sĩ, anh chết sớm luôn. Đùa hoài, làm gì anh vui lắm vậy? Sao không vui? Khi ai cũng quay lưng với anh, có em là vẫn chịu làm bạn với anh. Mà nè, mua thuốc có thuốc chích không đó? Không có. Lớn rồi mà còn như con nít sợ chích. Chích thuốc giống như kiến cắn vậy, có gì đâu. Ừ, chích thì đâu có đau bằng bị đánh ống quyển hay bị vành khuyên ném bất cứ thứ gì vào đầu. Anh nên trả tự do cho cô ấy, đúng không? Anh cũng không nên làm khó cổ. Không còn vui vẻ sống với nhau thì ly hôn, để mỗi người một con đường. Xuân Lan này, em yêu Lưu Bảo thật chứ? Con người ác độc đó bỗng dưng trở thành người tốt vậy? Vì anh ta không muốn mãi làm người xấu, ế vợ. Một câu nói đùa, chỉ có Văn Anh cười. Còn Xuân Lan, cô hiểu lẫn trong tình cảm cô dành cho Bảo, còn có tình cảm cho Văn Anh. Một tình yêu đơn phương mà chỉ có trái tim của cô là biết rõ. Cô đang nghĩ đến một điều, làm sao nói với Lưu Bảo về đám cưới mà không tổn thương cho anh. Mang hộp cơm đến cho Lưu Bảo. Lúc anh đang cùng đám thợ hoàn tất phần cuối cùng của khâu hoàn thiện một công ty quảng cáo ra đời, anh kêu lên khi thấy Xuân Lan. Em vào đây, anh dành cho em phòng này. Giám đốc công ty quảng cáo Bảo Lan, sao, thích không? Căn phòng thật đẹp, trang trí hài hòa màu sắc. Nổi bật lên là màu kem lẫn màu cổ thẫm cùng với các màu sắc sặc sỡ từ các tác phẩm hội họa và bình hoa mới trên bàn. Chiếc bàn làm việc bằng đá màu men, căn phòng đắm mình trong ánh sáng êm dịu của ngọn đèn bằng sứ có chụp lụa. Căn phòng hoàn toàn mỹ thuật do chính bàn tay tài năng của Lưu Bảo sáng tạo. Lẽ ra Xuân Lan phải sung sướng vì Lưu Bảo làm tất cả cho cô, nhưng lòng cô càng bối rối và khó xử hơn. Vì cô mới có công ty này, nó chưa đi vào hoạt động nhưng đã có nhiều đơn đặt hàng. Một lời nói không khéo của cô thôi đủ làm sụp đổ hết mọi thứ. Thấy Xuân Lan ngẩn người ra, Lưu Bảo cười vui sướng. Em thích không? Đẹp lắm. Căn phòng này dành cho em, nhưng buổi trưa cho anh kéo một chút nghe. Xuân Lan vờ phì cười đùa. Anh ở luôn cũng được. Thôi đi, anh mãi ngắm em, anh sẽ chẳng làm gì được. Khách hàng kiện anh.
Anh phải cố làm để tụi mình có tiền đám cưới chứ. Bao nhiêu vốn rút hết vào đây rồi. Vậy mình chậm chậm đám cưới ngang anh. Sao vậy? Anh thì muốn xong hỷ làm môn luôn. Người ta nói cất nhà mới thì không nên nuôi heo nái, giống như mình mở công ty vậy, phải chậm cưới nhau một chút. Em nói nghe cũng phải. Cô dâu thì phải có nữ trang, áo cưới, giám đốc công ty quảng cáo mà bèo quá không được. Nhưng chậm nhất là 6 tháng thôi nha em. Xuân Lan lườm Lưu Bảo một cái. Bộ anh sợ em chạy đi đâu à? Đâu có, bây giờ quen có em nên xa em một chút. Anh cũng nhớ tối về nhà nằm một mình trong phòng, anh thèm của em ghê gớm. Thế mới biết khi yêu nhau một phút xa rời cũng nhớ. Tối đi ngủ em có nhớ anh không? Không có. Em ác thật. Nhưng mà anh không tin đâu, con gái nó không là có. Xí, làm như rành tâm lý con gái lắm vậy. Dĩ nhiên rồi. Anh này ghê nha. Lưu Bảo cười khanh khách, cọ mũi vào má Xuân Lan. Anh phải biết dịu em chứ, nếu không em bỏ anh đi sao? Xuân Lan thở nhẹ nhẹ. Cô không biết mình có nên nói cô yêu anh, nhưng cô nhất định săn sóc cho Phan Anh. Lúc này Phan Anh cần một tình bạn chân thành nhất. Cô Xuân Lan đến, mẹ ơi! Baby kêu ầm lên. Nó chạy lạch bạch ra mừng Xuân Lan. Cô xoa đầu nó. Cô có mua nho tươi cho con nè. Cho cả anh Hiếu nữa hả cô? Ừ. Bảo Huyền lao tay vào tạp dề và đi nhanh ra đón Xuân Lan. Công ty khai trương chưa chị? Ngày mai em đến chơi nhé. Dạ. Bảo Huyền đùa. Bây giờ làm giám đốc trông chị đẹp ra ngang. Xuân Lan phì cười. Cũng vậy chứ đẹp gì. Nhưng phụ nữ được ai khen đẹp á thì vẫn thích mê. Bảo Huyền và Xuân Lan cùng ngồi xuống ghế đá. Bảo Huyền ngắm Xuân Lan kỹ hơn. Vậy chừng nào định đám cưới? Có lẽ nửa năm nữa. Sao lâu quá vậy? Có bao nhiêu tiền đổ vào công ty, còn nợ chút đỉnh, phải trả hết nợ chứ. Bảo Huyền này, chị có điều này muốn cho em biết. Chuyện gì vậy chị? Chị vẫn không tin tình yêu của em đối với Phan Anh Cạn. Còn hay hết thì có thay đổi gì đâu chị. Phan Anh đã chịu ly hôn với Văn Quyên. Chị cũng không biết vì sao anh trở nên dễ chịu. Cũng có lúc anh nghĩ cuộc sống nặng nề thì không nên níu kéo. Có thể. Còn một điều không hiểu, anh có biết bệnh anh rất nặng, phải chữa trị lâu dài và tốn kém. Bảo Huyền nhíu mày. Bệnh gì hả chị? Ung thư giai đoạn 2. Bảo Huyền ngồi sững người. Chị nói thật? Chính chị đưa anh đi khám và dặn bác sĩ không được cho anh biết. Nhưng làm sao anh không biết được? Sẽ biết. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Chị có khuyên ảnh về quê với mẹ. Nhưng nếu về quê, làm sao chạy chữa? Mà ở lại, ai sẽ săn sóc? Mẹ ảnh cũng quá già, bà không chịu nổi cú sốc này đâu. Có một lần, bà từ quê lên, ăn trầu. Văn Quyên tỏ ra gớm ghiếc nói xa nói gần. Bà bỏ về quê, buồn và bệnh cả tháng. Vậy chị muốn em săn sóc cho ảnh? Cả chị nữa, Bảo Huyền à. Một ngày ăn ở với nhau cũng là vợ chồng, phải không em? Huống chi, anh ấy từng vì em mà chịu quá nhiều đau khổ. Em có thể bỏ chút tình nghĩa mà cho anh ấy niềm vui của cuộc sống, có được không? Bảo Huyền cúi đầu một lúc mới nói. Nếu ảnh đã ly hôn với Văn Huyền, em sẽ lo cho ảnh. Nhưng tuyệt đối đừng nói cho anh bệnh gì nghe chưa? Em biết rồi. Xuân Lan ra về rồi, Bảo Huyền còn ngồi lặng lẽ, quên cả buổi chiều trôi qua. Bóng tối tím thẳm vây quanh cô. Phan Anh sẽ chết khi tuổi đời chưa quá 30 ư? Vừa trông thấy Từ Văn, Văn Quyên vội chặn anh lại. Em đã ly hôn, vấn đề còn lại là thủ tục. Từ Văn lạnh nhạt. Em nói với anh điều này để làm gì? Em là người phụ nữ tự do, không còn bị ràng buộc. Cái ràng buộc do tự em trồng vào người, đâu có ai buộc em. Đúng là do em buộc em, nhưng vì ngày ấy em có thai, mà anh thì không hề muốn cưới em. Bây giờ cũng sẽ như vậy. Vậy còn bé Diễm thì sao? Anh có thể nuôi nó như nuôi thằng Hiếu. Văn Quyên bật khóc. Tại sao anh luôn lạnh lùng với em? Trong cái lỗi lầm có bé Hiếu trên đời này là do em hay sao? Đúng là không phải lỗi của em, song tình cảm là chuyện khó nói. Anh chưa bao giờ yêu em cả. Anh thật là... Văn Quyên giận dữ nhào vào lòng Từ Văn. Anh luôn nói câu này, một câu nói làm cho em đau tận cả tim gan. Vậy mà anh cũng nói được à? Từ Văn buông thõng. Em có biết, nhìn thấy em là anh lại nhớ đến Thiên Minh và vợ anh. Đã mấy năm rồi, tại sao anh không tha thứ cho họ vậy?
Lòng anh quá hẹp, nên anh không thể quên những điều anh đau lòng. Vành Khuyên khóc ròng. Xưa nay cô chưa từng năn nỉ ai. Lòng kiêu hãnh gầy ấy, nên cô vội lấy Phan Anh. Cuối cùng, cô có làm cho Từ Văn đau đớn được đâu, mà trái tim cô càng tan nát, đớn đau hơn. Từ Văn dìu Vành Khuyên ngồi xuống ghế. Anh ngồi đối diện với cô, không dỗ mà chỉ nhìn ra cửa. Bên ngoài là màu nhờ nhờ tối. Anh hoàng hôn cuối cùng tắt liệm, nhường cho đêm về. Ngày ấy anh gần Vành Khuyên vì dục vọng. Anh cứ nghĩ cô sẵn sàng đến với anh, cũng như cô từng đến với những gã đàn ông khác thôi. Hút thuốc, uống rượu và khiêu vũ. Đi vũ trường, cô ta ăn chơi bạc mạng, một nếp sống tiêm nhiễm văn hóa phương Tây. Nhưng điều anh không ngờ, cô vẫn còn trong trắng. Chính sự trong trắng đó buộc anh quay lưng lại. Em đừng nghĩ đêm nay chúng ta với nhau là yêu nhau, chỉ là bản năng của dục vọng. Sau câu nói ấy là cái tát vào mặt anh. Vành Khuyên đã đánh anh thật mạnh, thật đau. Không bao giờ, tôi thèm nhìn mặt anh. Và quả thật, 2 tháng sau cô đi lấy chồng. Vành Khuyên vụt đứng lên. Em về đây. Cô chụp cái ví mang lên vai, đi như chạy xuống cầu thang. Từ Văn bất nhẫn nhìn theo. Đúng là anh có tàn nhẫn đối với người con gái yêu anh. Vụt chạy theo Vành Khuyên xuống bên dưới. Từ Văn tìm kiếm, hy vọng thấy Vành Khuyên đâu đó, nhưng chỉ có những con người xa lạ. Giám đốc, anh tìm ai? Người bảo vệ ân cần. Từ Văn ngập ngừng. Có một người vừa chạy xuống, anh thấy đâu không? Dạ, cô ấy chắc lên taxi đi rồi. Thở dài, Từ Văn quay vào, lấy xe đi về nhà. Anh chạy xe về, ngừng lại và đi lên lầu. Chẳng thấy Bảo Khuyên đâu, chỉ có 2 đứa nhỏ lao ra mừng anh. Ba về, ba về. Thằng Hiếu gọi ba, Baby cũng gọi ba. Từ Văn bế cả 2 đứa. Anh nghĩ đến đứa con của mình, Bé Diễm. Có bao giờ Văn Anh cho nó một tình cảm phụ tử thiết tha không? Chắc là không. Khi cuộc hôn nhân giống như cái nhà cất, không có móng vậy. Bảo Khuyên gặp ngừng, gõ tay lên cửa phòng Từ Văn. Biết là Bảo Khuyên, Từ Văn ra mở cửa cho cô. Có chuyện gì vậy, cô Khuyên? Dạ, tôi thật có lỗi vì không thể ở đây săn sóc cho bé Hiếu. Từ Văn nhíu mày. Sao vậy? Tôi trả lương cho cô hẹp à? Bé Hiếu mến cô lắm. Cô đi tôi làm sao đây? Tôi cũng không muốn. Anh trả lương cho tôi như vậy là quá hậu hĩnh rồi. Công việc không hợp với khả năng của cô, đúng không? 3 ngày bé Hiếu và bé Bi đi nhà trẻ. Cô có thể đến công ty, tôi phân việc cho cô. Bảo Khuyên vẫn lắc đầu. Cảm ơn anh hậu đãi, nhưng mà tôi không thể. Có thể sau khi không còn làm cho anh, tôi cũng đối mặt với khó khăn về tiền bạc. Vậy thì tại sao cô không làm cho tôi nữa? Phan Anh bệnh nặng, tôi muốn chăm sóc cho anh ấy. Hy vọng sự có mặt của tôi sẽ giúp anh ấy vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Ung thư gan giai đoạn 2. Nếu sống bi quan cũng dễ dàng sang giai đoạn 3 và... Anh Văn, anh bảo tôi phải làm sao đây? Từ Văn lặng nhìn Bảo Khuyên. Dù cô bảo tình yêu đã cạn, song ít nhiều anh hiểu. Mối tình kéo dài theo 5 tháng, không dễ dàng lãng quên. Bảo Khuyên, cô đâu cần nghỉ làm, nhưng mà nếu cô muốn được toàn tâm toàn ý lo cho Phan Anh, tôi không dám ngăn cản. Nếu cần giúp đỡ về tiền bạc, tôi sẵn sàng giúp Bảo Khuyên. Vâng, tôi cảm ơn anh. Chừng nào Bảo Khuyên đi? Ngày mai. Vậy là từ ngày mai, căn nhà của anh vắng bóng cô và cả bé Bi. Thằng Hiếu sẽ khóc nhẹ, nhưng anh còn biết làm sao hơn. Cuộc đời hợp và tan, tan hợp là như thế đó. Thanh toán tiền lương cho Bảo Khuyên, anh ứng cho cô một số tiền, lời dặn ân cần. Nếu khó khăn, cứ tìm tôi, Bảo Khuyên nha, đừng ngại. Bảo Khuyên rơm rớm nước mắt. Anh là người sống có tình có nghĩa, thế mà mãi vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Bảo Khuyên dắt bé Bi đi lúc nó chưa kịp tỉnh ngủ, và thằng Hiếu hãy còn say ngủ. Nó ôm cổ Bảo Khuyên. Mình về bà ngoại hả mẹ? Ừ, con nhớ ngoại không? Dạ nhớ. Sao mẹ không cho anh Hiếu đi với? Anh Hiếu còn phải đi học. Xe chạy ra rồi, Bảo Khuyên còn nhìn lại. Căn nhà của Từ Văn còn chìm trong màn sương buổi sáng. Ba! Thằng Hiếu kêu thất thanh vì căn phòng trống hoác. Bé Bi với cô Bảo Khuyên đâu hả ba? Từ Văn ôm nó vào lòng. Sao anh nghe mắt mũi mình cay nồng?
Bé Bi đi về nhà với ba nó rồi con ạ. Nó đâu có ở nhà mình hoài được. Thì ba nhận bé Bi làm con đi. Vậy nếu có ai đó nhận con làm con, muốn con về ở nhà họ, con chịu không? Không chịu. Nếu con không chịu thì bé Bi cũng vậy. Ai cũng có ba và mẹ, con thì phải theo ba mẹ. Lời giải thích của Từ Văn hợp lý, nhưng nước mắt thằng bé cứ chảy ra. Ba ơi, con nhớ bé Bi. Từ Văn ngậm ngùi, chính anh cũng đang rất nhớ. Rất nhớ. Căn nhà nằm bên bờ sông ngày nào vẫn trải mình cùng mưa nắng. Mái lá chuyển màu đen xám, bức vách lỗ đổ, trơ ra những cọng rơm. Tuy nhiên bên trong vẫn còn nguyên vẹn bộ salon cũ, bóng ngời nước gỗ, cây đàn bầu treo trên vách. Cảnh cũ còn nguyên. Bảo Khuyên đứng lặng một lúc. Bịch túi ni lông, chịu không nổi sức nặng rơi xuống đất, vang lên một tiếng kêu nhỏ. Ai đó? Phan Anh khệnh khạng đi ra. Cái đau âm ỉ mấy ngày nay hành hạ anh, nên anh bỏ về đây. Bảo Khuyên lính quýnh nhặt mớ cam rơi vãi trên nền đất. Cô biết Phan Anh đang đi ra. Phan Anh đứng lại, anh không muốn tin vào mắt mình. Bảo Khuyên. Anh định lao về phía cô, nhưng một cơn đau làm anh đứng lại ôm lấy bụng. Bảo Khuyên lo lắng buông trái cam vừa nhặt, tiến lại trước Phan Anh. Anh đau nữa hả? Cố nén cơn đau, Phan Anh ngước nhìn Bảo Khuyên. Có nằm mơ, anh cũng không dám tin em đến đây. Căn nhà của chúng mình. Anh ốm quá, sao lại về đây vậy? Giọng Bảo Khuyên nghẹn ngào. Phan Anh cười buồn, chậm chạp quay vào. Xuân Lan cho em biết là anh bệnh nặng nên em đi tìm anh chứ gì. Bệnh rồi sẽ hết mà, anh về đây để yên tĩnh viết nhạc. Bảo Khuyên à, anh nghĩ kỹ rồi. Từ Văn xứng đáng với em hơn anh. Anh ấy sẽ mang lại cho em và bé Bi cuộc sống hạnh phúc, mà vật chất cũng đầy đủ nữa. Em mà nghĩ lại, vì những lời năn nỉ quanh trước đây mà siêu lòng, đời em sẽ khổ. Bảo Khuyên muốn khóc, cô cố ngăn dòng nước mắt trào ra. Chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ bước thêm bước nữa. Em đến thăm anh vì nghe tin anh bệnh, như thế thôi. Đôi chân mày của Phan Anh nhíu lại. Anh nhìn lên đôi mắt bắt đầu ướt nước mắt của Bảo Khuyên. Xuân Lan nói cái gì với em rồi hả? Không, chị ấy có nói gì đâu. Tại sao vừa gặp anh là em khóc, còn mua lĩnh kỉnh quà? Em mang những món đồ này về cho con đi. Anh không mua gì được cho con, em lại đi mua cho anh. Anh ăn không có vô đâu. Em đã mua, anh còn bắt em mang về. Với lại em mới lãnh lương, cũng có mua quà cho con rồi. Bảo Khuyên cúi nhặt hết những thứ rơi vãi, mang hết vào nhà. Cô đi luôn ra sau bếp và bắt tay vào quét dọn. Chén bát dơ đầy trong chậu và còn quần áo của Phan Anh nữa. Anh có bao giờ tự lo cho mình được đâu. Tiếng khua động dưới bếp và rồi khói đốt bùng lên, cho Phan Anh cảm giác của ngày nào đã rất xa. Có anh và Bảo Khuyên sống hạnh phúc. Anh lại gần bên với cô. Anh phụ với em. Anh mà làm được gì, đi lên đi. Bảo Khuyên bắt Phan Anh đi lên. Em lo cho anh là vì anh đang bệnh, là vì em muốn anh trở lại với công việc sáng tác, viết nhạc. Viết nhạc và đàn không phải niềm đam mê của anh sao? Bác anh ngồi vào đàn xong, Bảo Khuyên nói như ra lệnh. Anh viết nhạc, nếu cảm thấy mệt cứ nghỉ, đừng có cố gắng. Phan Anh cười gật đầu. Vậy em đi làm công việc của em đi. Làm sao mà Phan Anh không biết anh bệnh gì? Vì bác sĩ khuyên anh chớ nên để quá muộn màng. Một linh cảm cho Phan Anh biết anh sẽ chết trẻ, và anh muốn để lại cho cuộc đời, cho Bảo Khuyên, cho đứa con gái của anh những khúc nhạc. Anh sẽ phát máu tim mình để viết. Từng giọt nước mắt đau đớn rơi vào lòng Phan Anh thầm lặng. Cảm ơn em đã đến với anh, Bảo Khuyên. Bảo Khuyên đi hái hoa lục bình. Cô chỉ dám dùng cây sào dài có móc để kéo những dây lục bình vào bờ và chồm người ra hái nõn lục bình. Vừa hái vừa nhìn xuống chân, sợ đĩa lại cắn vào chân. Hai hôm nay Phan Anh ăn rất ít. Bảo Khuyên định lát nữa khuyên anh theo cô về Sài Gòn. Anh cần phải làm hóa trị, đó là cách điều trị có thể khỏi bệnh, mà y học chưa có một thuốc nào trị dứt bệnh căn bệnh ghê gớm. Tiếng đàn từ trong nhà vang ra, điệu ru con Nam Bộ. 30 tuổi bà mới biết mình có con, lòng sung sướng.
miệng hay cười. Ba, con, âm thanh sao tha thiết, bà sẽ như chiếc nôi ru con. Có âm thanh gì đó rơi ở trong nhà, Bảo Quyên buông rổ hoa lục bình, vội chạy vào nhà. Anh Văn Anh, chuyện gì vậy? Mặt Văn Anh tái xanh, anh thều thào. Lấy giùm anh lọ thuốc giảm đau. Bảo Quyên vội mở lọ thuốc, lấy một viên bỏ vào miệng. Cô đưa ly nước kề vào miệng Văn Anh. Văn Anh run rẩy nuốt ực vào. Em đỡ nằm xuống. Em nói anh rồi, không cần viết nữa. Văn Anh khép mắt lại nằm im. Một tay của anh nắm tay Bảo Quyên giữ trong tay mình. Những ngày này, anh hạnh phúc lắm. Em biết không? Anh nghĩ đi. Văn Anh này, hay chúng ta về Sài Gòn đi anh. Em chán ở đây rồi à? Đâu có. Nhưng anh có bệnh, phải về Sài Gòn đi bác sĩ. Uống thuốc này hoài có bớt gì đâu. Em biết anh bệnh gì không? Thì nóng gan. Không phải đâu, ung thư gan đó. Bảo Quyên lặng người. Anh cũng biết rồi à? Em xem, anh là đứa ngốc hay sao? Đâu có. Cho nên, đang cự tuyệt anh dữ tợn, em bỗng dưng đi tìm anh, bỏ con cho bà ngoại, ở lại đây với anh. Bảo Quyên rơi nước mắt. Biết bệnh mình rồi, về Sài Gòn đi ngang anh. Có phải nếu anh hết bệnh, em sẽ bỏ anh? Anh nghĩ đến chuyện xa xôi đó làm gì? Nghĩ chứ. Bệnh mà có em, anh muốn mình bệnh hoài. Bệnh hoài. Điên quá, ai lại cầu mong mình bệnh? Đau lắm anh ạ. Ừ, anh rất đau. Hai đêm nay anh cố không rên, sợ em lo. Không kìm lòng được nữa, Bảo Quyên khóc nước nở. Văn Anh run run đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh lại làm khổ em nữa rồi. Lúc nào anh cũng làm cho em khóc. Muốn em không khóc, anh về Sài Gòn trị bệnh đi nha anh. Thăm bé Bi nữa. Bữa hổm em có nói nó là ba của con bệnh. Ở nhà con phải ngoan với bà ngoại. Coi như vậy, bà mới chống hết bệnh. Cảm ơn em, Bảo Quyên. Văn Anh hôn lên bàn tay Bảo Quyên. Cơn đau cũng dịu dần, đẩy anh vào giấc ngủ mỏi mệt. Bảo Quyên không dám cửa mình cho Văn Anh tròn giấc. Anh sẽ khỏi. Văn Anh ạ, đừng tuyệt vọng anh nhé. Căn nhà dư bỗng rộng thênh thang khi vắng Bảo Quyên. Thằng Hiếu ngồi chơi trò điều khiển xe chạy. Đó vụt hớt hết sang một bên. Ba ơi, ba đi kiếm em Bi với cô Bảo Quyên về đây cho con đi. Con nhớ em Bi lắm. Từ Văn nghẹn ngào ôm con. Nếu như trước đây, anh sẽ mắng nó cái tội mè nheo, làm con trai không được nhõng nhẽo. Vậy mà tối nay, lòng anh cũng mềm xuống trong nỗi nhớ. Đó là hai người không thuộc về mình đâu con ạ. Đến rồi đi, cuộc đời như mây như bèo, hợp rồi tan. Nghe tiếng chuông cửa, thằng Hiếu đẩy Từ Văn ra. Nó chạy ào đi, vừa chạy vừa hét. Cô Bảo Quyên với em Bi về, mở cửa mau đi ba ơi. Nó khựng lại vì người vừa bấm chuông cửa không phải Bảo Quyên mà là Vành Quyên. Nó sụ mặt xuống, đứng trơ người chứ không mở cửa. Vành Quyên cười với nó. Bé Hiếu, con mở cửa cho cô vào, cô có quà cho con nè. Nó thụt lùi lại, đầu lắc ngoài ngoại. Không phải em Bi, không phải cô Bảo Quyên. Từ Văn ra đến, anh lưỡng lự một chút mới mở cửa cho Vành Quyên vào. Vành Quyên cũng thừa khôn ngoan để dắt bé Diễm theo cùng. Cô đưa tay ngoắc thằng Hiếu. Lại đây con, cô có quà nè. Không muốn làm quen với bé Diễm sao? Bé Diễm muốn làm quen với con nè. Thằng Hiếu nhìn bé Diễm rồi tiến đến gần. Nó cứ nhìn bé Diễm chăm chăm. Bé Diễm trừng mắt. Nhìn cái gì? Áo của em đẹp lắm. Một câu nói tự nhiên như vuốt ve con bé. Vốn thích được khen đẹp, nó cười toe toét. Mắc tiền lắm đó. Nó giống như Vành Khuyên kiêu căng và hợm hĩnh. Nếu không được giáo dục đàng hoàng, nó sẽ như Vành Khuyên, ngang ngược, đành hanh. Nó là con của anh. Lần đầu tiên Từ Văn nhận ra không nên chỉ sống cho riêng anh. Được Từ Văn mở cửa cho vào, Vành Khuyên hớn hở. Cô xà lại bên anh. Muốn hay không nó cũng là con anh. Anh biết anh nghĩ gì rồi. Anh bảo nó giống em chứ gì, ngang ngược hợm hĩnh. Vậy thì em giao nó cho anh dạy con nhé. Vào nhà đi. Từ Văn quay sang thằng Hiếu. Con lấy đồ chơi cho em Diễm chơi với con nhé. Không được đâu ba ơi, để dành mai mốt em Bi về chơi nữa chứ. Mai mốt ba mua cho con cái khác mới và đẹp hơn. Cả Từ Văn lẫn Vành Khuyên không ngờ, nhanh như chớp bé Diễm nhào lại mê đồ chơi của thằng Hiếu. Nó nhảy lên những xe tăng,
người máy chậm mạnh. Hết chơi luôn. Từ Văn sững sờ, không ngờ con bé ganh tị đến giẫm nát đồ chơi. Thằng Hiếu xót ruột, nhào đến, đẩy bé Diễm té bật ngửa. Con gái gì mà dữ như chàng tinh vậy hả? Bị té ngã, con bé chảy đành đạch gào lên khóc. Hư, đau quá mẹ ơi, mẹ đã nói cho con. Từ Văn thở dài, con bé hư quá. Anh nghiêm giọng quở trách. Con có lỗi ngàn Hiếu, lẽ ra con không nên đẩy em té ngã. Thằng Hiếu cãi lại. Ai biểu nó giảm hư đồ chơi của con? Bé Bi không có dữ dằn, con không chơi với nó. Nó bỏ chạy rầm rập lên lầu. Bé Diễm vẫn gào lên. Đau quá, đau quá. Từ Văn giận đó đứng lên. Chú biết là con đau, nhưng mà con có lỗi trước. Tại sao con giảm hư đồ của anh? Anh xô con ngã, một lát chú sẽ mắng anh và bắt anh phải xin lỗi con. Ngược lại, con cũng phải xin lỗi anh nữa. Con hiểu không? Nét mặt Từ Văn nghiêm lại. Bé Diễm sợ hãi, cúi gằm mặt. Tuy nhiên vẫn còn miếu máu khóc. Vành Khuyên lắc đầu ngao ngán. Em đã rơi vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, và chúng em không ai nghĩ đến chuyện dạy con như thế nào. Em đã sống như vậy đó. Em nói không phải để trách anh, bởi vì anh không yêu em. Lúc ôm em trong lòng, anh chỉ nghĩ đến sự trả thù. Vành Khuyên cười chua chát. Có bao nhiêu người quỳ dưới chân em xin em một tình yêu, em xem thường họ. Nhưng cuối cùng em lại phải lòng một người mà họ xem em như một công cụ để trả thù. Bây giờ em biết càng không thể kéo anh về với em. Vành Khuyên quay đi, giọng cô ngàn ngàn tuổi hơn. Từ Văn suy nghĩ rất lung. Anh có nên vì con và vì cả thằng Hiếu mà chấp nhận Vành Khuyên? Một vật gì đó rơi vỡ đánh thức Bảo Khuyên. Cô mở mắt ra và ngồi dậy đi sang phòng Phan Anh. Phan Anh đang cúi nhặt cái đó, nhưng cơn đau chừng như vắt kiệt cả sức của anh. Anh Phan Anh, anh tìm gì vậy? Phan Anh giật nảy người và chừng như quên cái đau. Anh xua tay. Không có gì đâu, em ngủ đi. Song Bảo Khuyên vẫn bước vào. Cô cúi nhặt ống chích lên và sửng sốt. Anh Phan anh định làm gì vậy? Anh trả lại cho anh. Không có gì đâu mà, em đi ngủ đi. Ban ngày lo cho anh vất vả, đêm còn không chịu đi ngủ. Trả lại đây. Nếu như em bị quá mệt ngủ mê thì anh sẽ một mình đi tìm cái chết đúng không? Tại sao cư xử với em như vậy hả? Phan Anh nói mà không dám nhìn Bảo Khuyên. Anh sống làm gì khi mà quá phiền lụy cho em? Em vì lo cho anh bỏ bê con. Bác sĩ nói anh không sống bao lâu nữa. Vậy anh sống làm gì? Thôi thì anh tự kết liễu đời anh cho xong. Anh nói như vậy mà nghe được à? Bảo Khuyên khóc ròng. Anh có biết anh là tất cả đối với em không? Đừng thương hại anh. Em không có thương hại. Tại sao chúng mình cứ làm khổ nhau hả anh? Anh làm khổ em, anh có lỗi với em. Biết có lỗi mà vẫn làm. Bảo Khuyên giận dữ, đập mạnh lên ống chích, cho chất nước đen bên trong phụt ra ngoài. Anh ích kỷ lắm. Anh nghĩ anh chết là xong phần anh. Vậy còn em sống như thế nào đây? Tủi thân và đau khổ, Bảo Khuyên khóc òa lên. Phan Anh lết lại, anh ôm chân Bảo Khuyên nghẹn ngào. Anh xin lỗi. Sụp xuống, Bảo Khuyên ôm đầu Phan Anh vào ngực mình. Được xin lỗi em, mà hứa với em, đừng bao giờ anh nghĩ đến cái chết bỏ em và con. Hứa đi anh. Phan Anh cũng khóc. Bảo Khuyên thổn thức. Là vợ chồng, không còn tình cũng còn nghĩa phải không anh? Nhưng anh từng ruồng rẫy phụ bạc em. Em quên những ngày đau khổ đó rồi. Nếu không, em đã mặc kệ anh. Anh phải sống vì con và vì em. Anh Phan Anh ạ. Phan Anh run run áp bàn tay lên gương mặt đẫm nước mắt. Chưa bao giờ anh thấy Bảo Khuyên đẹp tuyệt vời như thế. Anh kính cẩn hôn lên mắt cô. Anh mãi yêu em, Khuyên ạ. Nếu như không phẫu thuật, ông ấy sẽ chỉ sống 2 tháng nữa. Còn nếu phẫu thuật... Bảo Khuyên nóng nảy. Nếu như phẫu thuật, cơ hội sống là bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ? 65%. Chi phí cho ca phẫu thuật lần này khá tốn kém, nên dự trù 160 triệu. Bảo Khuyên rụng rời cả tay chân. Một số tiền lớn như thế, cô tìm ở đâu ra? Nhưng nếu không có tiền, Phan Anh sẽ chết. Sinh mạng là quý, tiền còn có thể kiếm được. Chứ một người khi đã chết đi rồi là hết. Nếu không phẫu thuật, Phan Anh sẽ không sống qua 2 tháng. Cái kết luận ấy khiến toàn thân Bảo Khuyên lạnh buốt. Không thể khoanh tay đứng nhìn Phan Anh đi vào cõi chết. Nhưng làm sao để có tiền đây? Có thể Lưu Bảo và Xuân Lan giúp được. Nhưng chẳng lẽ họ từ bỏ ước mơ lập công ty? Ruột gan Bảo Khuyên cứ rối tung lên. Chợt sực nhớ đến Từ Văn. Bảo Khuyên đứng dậy. Lúc này cô thấy không còn e ngại nữa. Tất cả vì sự sống của Phan Anh. Vào đi.
Từ Văn ngẩng lên. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Khuyên, song anh vui mừng ngay. À, Khuyên, Văn anh thế nào rồi? Mắt Bảo Khuyên đỏ hoe, làm Từ Văn thấy lạnh người. Không lẽ Văn anh chết rồi sao? Đang vui mừng, Từ Văn trở nên dè dặt. À, bệnh của Văn anh xấu lắm phải không? Bảo Khuyên gật nhẹ đầu. Nước mắt cô trào ra. Cô nấc khẽ. Anh ấy sẽ chết nếu như không phẫu thuật. Bác sĩ nói như vậy à? Sẽ sống không quá 2 tháng và chi phí cho cuộc phẫu thuật gần 200 triệu. Từ Văn đã hiểu. Anh sốt sắng. Bảo Khuyên cứ lo cho Văn anh, còn tiền bạc tôi giúp cho. Nếu còn thiếu tôi sẽ thuyết phục Văn Khuyên giúp thêm nữa. Mắt Bảo Khuyên mờ lệ. Ân tình của Từ Văn khiến cô cảm động. Anh Văn, cảm ơn anh. Khuyên đừng ngại, may là Khuyên đã tìm tôi, chứ nếu không anh sẽ trách em đó Khuyên ạ. Từ Văn lau nước mắt cho Bảo Khuyên. Anh vỗ về. Văn anh sẽ sống mà, và còn sống thọ nữa. Anh viết chi phiếu cho em nhé. Bảo Khuyên không còn biết nói gì hơn, lạc khóc. Từ Văn vợt cúi đầu tìm cuốn chi phiếu, nhưng kỳ thật lòng anh ngậm ngùi. Em khóc vì Văn anh. Vậy có bao giờ em biết, có một lúc trong đêm vắng, anh cũng muốn khóc vì nhớ em. Định mệnh đã không dành em cho anh, thôi thì hạnh phúc của em là của anh vậy. Cầm tiền của Từ Văn, Bảo Khuyên nghĩ đến việc thuyết phục Văn anh. Con người bướng bỉnh này cũng rất nhiều tự ái. Anh thà chết chứ không nhận tiền của Từ Văn. Em về rồi à? Văn anh mở mắt ra. Trận đau vừa đi qua lúc nãy gần như lấy đi toàn sinh lực của anh đến rã rời. Đau quá, Văn anh chỉ cầu mong mình được chết. Văn anh cố nở nụ cười gượng gạo trên gương mặt hãy còn xanh tái và mệt mỏi. Mệt lắm hả? Em đi tắm thay quần áo đi. Baby mạnh hả em? Dạ. Bảo Khuyên ngồi xuống cạnh Văn anh. Cô lau mồ hôi trên mặt anh. Sáng giờ anh đau lắm không? Ừ, cũng chút chút. Bảo Khuyên biết Văn anh nói dối. Làm sao chút chút cho được? Những cơn đau ằn ọi dìm anh xuống tận cùng, mà cô chỉ còn biết khóc thương cho anh. Cô đỡ anh ngồi dậy, tấn cái gối ra sau lưng. Em có đủ tiền rồi, anh sẽ được phẫu thuật ghép gan. Ngày mai mình về Sài Gòn ngang anh. Tiền ở đâu hả em? Em có biết chi phí cho ca phẫu thuật ghép gan tốn kém lắm không? Em biết. Em sẽ là người cho gan. Chỉ có em mới hợp xen với anh. Mọi chi phí anh cứ để em lo. Không được. Cả ngày nay em chạy vẫy bơ vờ đến nông nỗi này vì anh. Anh biết. Đừng có khờ nữa Bảo Khuyên. Em cần tiền và cả sức khỏe nữa để nuôi con của chúng mình. Nhưng em nói em lo được. Anh không muốn sống với em và nuôi dạy con chúng mình không lớn sao? Làm sao anh không muốn? Đó là ước mơ duy nhất trong đời anh. Nhưng sống mà làm khổ em, khổ con, anh không muốn cái chân què quặt này nữa. Sao lúc nào anh cũng bi quan vậy? Rồi vợ vui vẻ, Bảo Khuyên hôn vào đôi mắt xanh xao của anh. Em báo cho anh một tin mừng. Công ty hàng không mua ca khúc Nhịp Sống Vui của anh 100 triệu. Có vui không? Văn anh mở mắt lớn. Có thật không Khuyên? Dĩ nhiên là thật. Ôi, anh vui mừng quá. Vậy anh đừng suy nghĩ gì cả anh nhé. Họ có cần gặp anh không? Em cùng với Văn Khuyên thương lượng với họ. Em có tiền rồi nè. Bảo Khuyên mở ví tiền. Văn anh nhìn vào. Nhiều tiền quá. Anh cảm động, ôm ghì lấy Bảo Khuyên. Chính em cho anh sự sống. Khuyên ạ, cảm ơn em. Nhưng mà em cho anh gan, em sẽ giảm thọ đó. Vậy em sống thọ làm chi? Khi anh không cùng sống thọ với em, anh mà bỏ em là anh không thương em và con. Văn anh gật đầu. Anh sẽ không sợ. Năm nay anh đã 30. Anh đã là người lớn. Nhưng có một điều anh xin em. Đừng bao giờ xa anh nữa nha em. Em không bao giờ xa anh cả. Bảo Khuyên muốn nói chỉ có anh xa em mà thôi. Nhưng chỉ là ý nghĩ. Tính mạng sự sống của anh đang là ẩn số. Ý chí sinh tồn lúc này sẽ giúp anh vượt qua mọi đau đớn bệnh tật. Cô áp tay anh lên má cô, ánh mắt tha thiết thay cho lời nói tình yêu. Xe cà đẩy Văn anh vào bên trong phòng phẫu thuật. Anh cố quay lại nhìn. Bảo Khuyên bệnh trình lưu luyến. Bởi lát nữa đây, anh hiểu cô cũng chịu đau như anh để cho anh một phần thân thể của cô. Anh phải sống và Bảo Khuyên cũng phải sống. Sống cho tình yêu của họ và vì baby nữa. Ca phẫu thuật phải thành công. Từ Văn đến lúc Bảo Khuyên vừa tỉnh dậy. Gương mặt cô hãy còn xanh, máu được truyền vào thân thể cô. Anh Văn anh sao rồi anh? Người ta đang ghép gan em cho vào cơ thể anh ấy. Từ Văn âu yếm cầm tay Bảo Khuyên.
Em đừng lo gì cả, Phan Anh sẽ vượt qua tất cả mà. Hãy lo cho em nè, em ghê trong người như thế nào? Em hơi mệt chút thôi, nhưng không sao. Em chỉ mong cho ca phẫu thuật thành công. Từ Văn mỉm cười. Thành công mà. Em nghe chuyện huyền thoại tình yêu chưa? Tình yêu sẽ vượt qua tất cả mọi thử thách. Bảo Khuyên xúc động nhìn Văn với ánh mắt chứa chan. Cô xúc động bởi tình bạn chân thành anh dành cho cô. Anh Văn, cảm ơn anh đã ở cạnh em. Em lại khách sáo nữa rồi. Từ Văn nắm bàn tay Bảo Khuyên giữ trong tay mình. Anh thầm bảo với lòng, hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh đó, Bảo Khuyên ạ. Em càng nên nghĩ đến bản thân em, đừng vì Văn Anh quá như vậy. Nhưng tiếng lòng đó chỉ có trong lòng Từ Văn, và anh chỉ biết lặng lẽ cho người đã mở cửa trái tim anh lần thứ hai. Mặc cho Từ Văn dỗ dành mình ăn uống, Bảo Khuyên cứ đòi ra bên ngoài để nghe ngóng cuộc phẫu thuật bên trong. Một cuộc phẫu thuật quan trọng giành giật Văn Anh với tử thần. Từ Văn cứ vang lơn năn nỉ. Em ráng ăn đi cho có sức. Người ta cũng giống như cái máy, cần ăn để nạp năng lượng chứ. Cảm ơn anh. Bảo Khuyên múc muỗng súp cho vào miệng. Lúc này cô mới nghe đói. Việc lo lắng cho Phan Anh quá căng thẳng khiến cô quên cả bản thân mình. Phan Anh sẽ sống, Bảo Khuyên có niềm tin như thế. Từ Văn ở lại bệnh viện với Bảo Khuyên cho đến lúc cuộc phẫu thuật kết thúc. Những bác sĩ rời phòng phẫu thuật đi ra báo tin lạc quan. Ca phẫu thuật thành công, trong 24 giờ nữa anh ấy sẽ tỉnh lại. Bảo Khuyên vui mừng. Vậy là Phan Anh sẽ sống. Anh Văn ơi, chúc mừng em. Trong niềm vui tột cùng, Bảo Khuyên ôm choàng lấy Từ Văn. Cô quên mất cả dè. Nước mắt vui mừng tràn ra không ngớt. Bình tĩnh lại nào, Bảo Khuyên. Em mừng quá. Sực nhớ, Bảo Khuyên bẽn lẽn buông Từ Văn ra. Bây giờ anh Văn về đi, chắc là bé Hiếu rất mong anh. Ừ, có Vịnh Khuyên lo cho nó. Anh về, nhưng em cũng nên lo cho bản thân mình nữa, Bảo Khuyên nhé. Dạ. Từ Văn lưu luyến, vừa đi vừa nhìn lại. Anh hiểu rằng trái tim anh lần nữa lại rung động như lần đầu tiên nhìn thấy Thu Giang. Lắc nhẹ đầu, Từ Văn cố xua tan ý nghĩ hãy xem cô ấy như bạn. Từ Văn đến nhà, Vịnh Khuyên đứng dậy khi nhìn thấy anh. Anh về muộn quá, em cứ lo cho anh có chuyện gì. Hai đứa nhỏ đâu? Xem phim trên lầu. Anh tắm rửa rồi ăn cơm, em đi lấy quần áo cho anh nghe. Từ Văn lưỡng lự rồi gật đầu. Tuy lòng anh không thấy vui khi Vịnh Khuyên ở lại lo lắng săn sóc cho anh. Được Từ Văn cho phép, Vịnh Khuyên vui lắm. Cô chạy đi lấy quần áo rồi xuống bếp tự mình hâm nóng thức ăn. Cô đi chợ mua thức ăn theo sở thích của anh. Phần nấu nướng là của chị bếp. Vịnh Khuyên tự nhủ mình trong nay mai cô sẽ học nấu ăn, một điều mà chưa bao giờ cô nghĩ đến. Tắm xong, Từ Văn ngồi vào bàn ăn. Đói nên anh ăn liền ba chén cơm. Vịnh Khuyên cứ ngồi nhìn Từ Văn ăn. Sao em không ăn đi? Anh đói lắm phải không? Đói ăn cơm nóng, canh nóng mới ngon. Ừ, cả ngày nay anh ở trong bệnh viện với Bảo Khuyên, có ăn uống gì đâu, cứ ngồi trước phòng phẫu thuật mà lo. Phan Anh ra khỏi phòng rồi, anh mới thở được á. Vịnh Khuyên sầm mặt. Thì ra cả ngày nay Từ Văn đâu có đi làm, anh ở trong bệnh viện với Bảo Khuyên, cho nên thay vì hỏi thăm sức khỏe của Phan Anh, cô lại buông đũa đi lấy nước uống. Từ Văn ngạc nhiên. Em không ăn nữa à? Em không muốn ăn, bỗng dưng no ngang rồi. No thì không nên ăn nữa, sau này đừng mất công lo cho anh. Chị bếp biết tính anh, nên khi về khuya anh tự xuống bếp hâm thức ăn. Lúc có Bảo Khuyên, cô ấy... Vịnh Khuyên bực dọc ngắt lời. Anh đừng có Bảo Khuyên như thế, em khó chịu lắm. Từ Văn để cái chén không xuống bàn. Dường như em đã hiểu lầm khi anh để em ở lại đây. Đúng là cũng có một lúc anh lo cho bé Diễm, vì nó là con anh phải có bổn phận. Nhưng em đừng muốn bó buộc anh không thích đâu. Từ Văn đứng lên, đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại. Vịnh Khuyên biến người nhìn theo. Tại sao anh không thấy thiện chí và tình cảm của cô dành cho anh vậy? Cô làm bao nhiêu chuyện vì anh, vậy mà anh vẫn lạnh lùng. Tôi còn biết phải làm gì nữa đây? Vịnh Khuyên bưng mặt nức nở, khóc rưng rức thật to. Từ Văn nghe tiếng khóc. Anh ngồi im lặng ôm lấy hai tay mặt cô ấy, để cô ấy hiểu rõ giới hạn, không phải muốn ai cũng phải tùy thuộc vào mình. Từ Văn tắt ngọn đèn phòng và lên giường ngủ, mở nhạc nho nhỏ. Đèn phòng tắt, Vịnh Khuyên tưởng mình có thể điên lên được. Quả là anh đã xem thường cô quá đáng. Giá như là ở nhà mình, Vịnh Khuyên không ngần ngại lật đổ tung tất cả. Cơn giận và tủi thân không được phát tiết
cứ âm ỉ cháy trong lòng Vành Khuyên. Một đêm quá dài với Vành Khuyên, cô mong một tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ và Từ Văn len vào. Anh quỳ sụp xuống bên giường cô và ăn năn: "Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Nước mắt của em xót xa trái tim anh." Nhưng chỉ có im lặng và im lặng. Tức giận, Vành Khuyên ném mạnh cái gối vào cánh cửa. "Tôi sẽ không thèm khóc nữa. Tại sao cho đến bây giờ mày vẫn không chịu mở mắt ra? Người ta không hề yêu mày, không hề yêu mày." Đang ngủ mơ màng, Bảo Khuyên giật mình cử động dưới tay cô. Bàn tay cô đang vào Phan Anh, khẽ cử động. Bảo Khuyên mở bừng mắt ra. Vành mi của Phan Anh đang lay động và từ từ mở mắt. "Nước." Bảo Khuyên mừng rỡ. "Anh tỉnh rồi phải không? Em lấy nước cho anh." Bảo Khuyên hồi hộp, bón từng muỗng nước vào miệng Phan Anh. "Anh nghe trong người như thế nào?" "Mệt lắm." "Vậy để em gọi bác sĩ." "Em đừng đi, anh muốn em ở bên anh." "Em đi gọi bác sĩ thôi." Bảo Khuyên chạy đi. Vậy là Phan Anh sẽ sống. Bác sĩ và y tá xuống phòng khám lại cho Phan Anh. "Sức khỏe của ông ấy ổn định, không nguy hiểm nữa. Chúc mừng bà." "Cảm ơn bác sĩ." Bảo Khuyên siết tay Phan Anh. "Phan Anh, vậy là anh sẽ không sao?" "Nhưng em có bỏ anh không Khuyên. Anh sợ là khi anh bình phục, em sẽ bỏ lại anh." "Anh đừng nghĩ vẩn vơ, hãy lo cho lành bệnh đi đã." Bảo Khuyên sửa lại cái gối dưới đầu Phan Anh. Anh nắm lấy bàn tay cô. "Em vẫn chưa trả lời anh. Trước hết, anh hãy bình phục cái đã. Anh còn nằm viện nhiều ngày lắm đó. Em muốn anh ăn ngủ cho mau bình phục, còn trở về nhà của chúng mình nữa." "Trở về nhà của chúng mình?" Một câu trả lời gián tiếp. Phan Anh cười sung sướng. "Anh hiểu rồi." Giọng anh hơi khàn, nét mặt mệt mỏi, nhưng nụ cười rạng rỡ. Rạng rỡ trên gương mặt xanh xao. Sau cuộc phẫu thuật, và cũng thật nhanh bình phục. Sau 2 ngày nằm mê man. 2 ngày anh mê man. Lúc đó Bảo Khuyên tự hỏi mình, nếu như Phan Anh mãi mãi không tỉnh lại, cô hiểu mình sẽ rất đau khổ. Tình yêu mà cô ngỡ cạn kiệt đã sống lại. "Phan Anh, đã hiểu rồi thì anh nghĩ tiếp đi. Anh chưa thực sự bình phục đâu. Anh muốn nắm tay em như lúc nãy vừa tỉnh dậy. Anh thấy tay anh đang nằm trong tay em." Bảo Khuyên mỉm cười, đặt tay cô vào bàn tay anh. "Ngày hôm qua, anh Văn có đưa bé Bi đến thăm anh." "Vậy mà lúc đó anh lại không tỉnh lại được để nói chuyện với con." "Phan Anh à, cho đến bây giờ em vẫn chưa nói với bé Bi anh là ba của nó." "Sau này em nói cũng được mà, phải không? Nhưng mà nếu anh bình phục, em phải giữ lời hứa nghe, hứa làm vợ anh." "Anh đừng nói nhiều sẽ bị mệt đó." "Anh biết, nhưng mà nhất định anh sống mà." Phan Anh cười, hai mắt anh như díp lại. Anh thấy mình lại mệt, không có sức để nói. Anh cố siết tay Bảo Khuyên. "Khuyên à, anh sẽ hết bệnh và chúng mình sẽ cưới nhau." Tiếng nói nhỏ dần và đi vào giấc ngủ. Lần này nhẹ nhàng, bàn tay anh vẫn còn nắm lấy bàn tay Bảo Khuyên. Từ Văn đến ngay lúc Bảo Khuyên vui vẻ. Anh Văn, anh vừa tỉnh lại. Bác sĩ nói không có gì đáng lo nữa." "À, vậy thì chúc mừng em. Anh mua súp nóng với sữa tươi cho em nè." Bảo Khuyên cảm động. "Anh lại quá chu đáo với em. Em không biết nói lời nào hơn là cảm ơn anh." "Em quá khách sáo. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Em ăn đi, hãy còn nóng đó." "Anh ăn với em nghe." "Anh ăn rồi." Từ Văn mở hộp súp cho Bảo Khuyên. "Em có vẻ ốm đi nhiều, cần ăn thật nhiều vào." "Bảo Khuyên này, khi Phan Anh bình phục, em tính sao?" "Em cũng chưa biết, nhưng em nghĩ có một lúc nào đó mình không nên sống cho mình." "Có nghĩa em sẽ trở lại với Phan Anh chứ gì?" Không có câu trả lời, sự im lặng thay cho lời nói xác thật. Từ Văn nghe lòng mình đau đớn. Tại sao không thể gương vỡ lại lành, cô trở về với người yêu cũ của mình là hợp lẽ nhất. Hãy cầu chúc cho Bảo Khuyên hạnh phúc, dẫu trái tim mình ngậm ngùi, lưu luyến cho một tình yêu vừa đến đã vội tan. "Bảo Khuyên à, anh cầu chúc Phan Anh chóng lành bệnh và em được nhiều hạnh phúc. Đâu có ai khổ mãi một đời, phải không em?" Bảo Khuyên nghẹn ngào. "Em cũng chúc cho anh hạnh phúc và nhắc lại câu nói ngày nào anh nói. Hãy mở rộng tấm lòng. Khi ban cho ai đó hạnh phúc, người đó hạnh phúc, mình cũng cảm thấy vui." "Ừ, anh sẽ hạnh phúc." Từ Văn đưa tay ra. "Chúng ta bắt tay nhau một cái nhé." Bảo Khuyên cười qua hàng nước mắt. Cô đưa tay ra cho Từ Văn nắm tay mình. Anh giữ tay cô thật lâu, mắt nhìn cô thiết tha, rồi buông tay ra, đi như chạy trốn. Bảo Khuyên cắn đôi vành môi. "Xin lỗi anh Từ Văn, em chỉ có một trái tim, nhưng em biết chắc có một phần nào nó dành cho anh." Đang khóc, Bảo Khuyên thẳng thốt vì từ lúc nào
Vành Khuyên tiến ra từ một góc khuất nhìn Bảo Khuyên bằng đôi mắt nảy lửa. Tôi biết, anh Văn yêu cô. Nếu cô muốn anh Văn yêu cô, hãy chinh phục anh ấy bằng sự dịu dàng. Anh ấy ghét sự hời hợt. Tại sao cô yêu anh Văn mà cô không hiểu anh ấy muốn gì? Vành Khuyên nhìn vào Phan Anh đang ngủ, vẫn còn truyền máu và truyền dịch, mắt cô dịu lại. Anh ấy như thế nào? Bác sĩ nói đã qua nguy hiểm. Cô yên tâm đi, sẽ không có gì xảy ra giữa tôi và anh Văn đâu. Giọng Vành Khuyên ảo não. Nhưng tôi biết trong trái tim anh ấy không hề có tôi. Tôi nghĩ nếu cô yêu anh ấy thì sự chinh phục không khó. Cô còn bé Diễm. Tình yêu và trách nhiệm. Trách nhiệm sẽ nảy sinh tình cảm. Hãy biết cách nắm lấy hạnh phúc. Hãy biết cách nắm lấy hạnh phúc. Vành Khuyên tần ngần nhìn mình trong gương. Tại sao Từ Văn yêu Bảo Khuyên mà không yêu cô? Cô và Bảo Khuyên đúng là hai thái cực, song cô lại là con người thất bại. Tẩn mẫn, Vành Khuyên gỡ hết hàng khuyên đeo trên vành tai, rồi tẩy đi màu sơn đỏ xanh trên móng tay, móng chân. Còn nữa, Vành Khuyên tự thay đổi mình. Cô nhộm tóc đen trở lại và mặc áo trắng. Đây là hình ảnh mà cô biết chắc chắn Từ Văn sẽ thích. Vành Khuyên hồi hộp đợi Từ Văn về. Căn phòng khách của anh cũng được cô thay mới. Mở hết cửa sổ, rèm cũng màu xanh nhạt, bình hoa cúc vàng trên bàn cho căn phòng thêm rực rỡ. Và Từ Văn lái xe vào sàn nhà. Anh xuống xe và chậm chạp đi vào. Hôm nay không có hai đứa bé đón anh. Chắc là nó lại mê xem phim hoạt hình trên lầu. Vừa bước qua cánh cửa, Từ Văn hết hồn vì hoa tóc tiên bắn trên đầu anh và rồi hai đứa bé. Thằng Hiếu và bé Diễm ào ra ôm chân anh. Ba ơi, chúc mừng sinh nhật ba. Từ Văn ngớ người ra. Đã mấy năm rồi, anh không còn nhớ ngày sinh nhật của mình. Nỗi đau mất Thu Giang đánh mất tất cả thói quen của anh. Căn phòng phục tối mờ và ánh nến hồng sáng bừng lên. Vành Khuyên thật lạ, trong bộ quần áo trắng, mái tóc đen dài không son phấn, mắt long lanh. Chúc mừng sinh nhật anh, sinh nhật thứ 36. Từ Văn ngẩn ngơ. Anh không ngờ Vành Khuyên nhớ ngày sinh nhật của anh nên lúng túng. Hôm nay sinh nhật anh à? Lâu rồi anh cũng quên mất. 36 ngọn nến thắp sáng trên chiếc bánh sinh nhật. Thằng Hiếu cao giọng hát. Chúc mừng sinh nhật đáng yêu, chúc ba sống lâu trăm tuổi. Bé Diễm bị bù hát theo. Từ Văn cảm động đến không nói nên lời. Tối nay Vành Khuyên lạ và đẹp nữa. Cảm ơn em, Vành Khuyên. Anh cầu nguyện đi rồi thổi nến. Ba ơi, cầu nguyện nhà mình có 4 người nha ba. Ừ. Từ Văn không người thổi nến. Bé Diễm cùng thằng Hiếu cũng phụ thổi nến. Vành Khuyên rót rượu vào hai cái ly cho cô với Từ Văn. Phần hai đứa bé uống nước ngọt. Cả bốn ăn uống vui vẻ. Tiếng cười giòn tan của thằng Hiếu và bé Diễm cứ vang to lên. Một thứ tình cảm ấm áp, hạnh phúc cứ lan tỏa dịu dàng. Hai đứa nhỏ đang ngủ, Từ Văn bảo, để anh bế chúng nó lên phòng. Anh bế thằng Hiếu đi, em bế bé Diễm. Đặt hai đứa nhỏ lên giường của chúng rồi, cả hai cùng quay ra. Đến lúc này, Vành Khuyên hiểu cô nên về phòng của cô. Cô vẫn mong ở anh một điều gì đó dành cho cô, dù thật nhỏ. Dừng lại trước ngưỡng cửa phòng, Từ Văn khe khẽ, cảm ơn em đã cho anh một buổi tối sinh nhật vui vẻ. Vậy khi sinh nhật em, anh có mừng cho em như thế này không? Dĩ nhiên có. Nhưng tháng nào? Tháng sau. Vậy anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em. Cảm ơn anh nghe. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Vành Khuyên vừa định đẩy cửa phòng, Từ Văn vụt nắm tay cô giữ lại. Tối nay em có vui không? Có. Bảo Khuyên nói với em, khi làm điều gì đó cho người mình yêu thương, giúp người đó vui, thì lòng mình cũng vui và hạnh phúc. Anh vui là em vui. Thôi anh đi ngủ đi, hồi nãy anh uống đến mấy ly rượu mà. Nhưng em cho là anh say à? Không, nhưng em sợ buổi sáng khi thức dậy anh nói là anh không cần em nữa. Lần này em sẽ không chịu nổi như thế. Đúng là anh có sai, nhưng mà hạnh phúc đôi khi phải do chính mình. Tối nay trong niềm vui bốn người, anh tự hỏi mình, hạnh phúc ở quanh anh, sao còn mãi đi tìm ở đâu nữa? Anh Văn. Từ Văn đặt bàn tay lên môi Vành Khuyên, mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. Nếu như anh nói anh cần em, cần mãi, em có tin không? Có. Hai ánh mắt trao dâu sâu lắng. Và rồi Vành Khuyên bật khóc. Sao thế, Vành Khuyên? Anh thương hại em, đúng không? Tại sao lại hỏi anh như vậy? Trái tim anh đâu phải sắt đá, mà không biết em vì anh như thế nào. Nhưng mà em từng hận anh và lấy Phan Anh để trả thù anh. Cả hai chúng ta đều có vui vẻ gì đâu.
tại sao chúng ta lại làm khổ nhau. Anh Văn. Văn Quyên hạnh phúc quá, cô ôm cổ Từ Văn thổn thức. Anh nói nữa đi Văn. Nhưng không có lời nói, mà là nụ hôn, mà anh tìm môi cô trong nụ hôn ngọt ngào và thật sâu. Văn Quyên nghe toàn thân cô được nhấc bổng lên. Anh bế cô đi vào phòng của cô, đặt cô nằm lên giường. Và cứ như thế, anh phủ lên mặt cô những nụ hôn nồng nàn, những nụ hôn mà từ lâu lắm mới lại cho Văn Quyên những cảm xúc rất thật. Nước mắt Văn Quyên cứ tuôn ràn rụa. Văn Quyên thức giấc, cô nhớ ra ngay mình đang nằm ở đâu. Cô mở mắt ra tìm Từ Văn, không có anh nằm cạnh cô. Văn Quyên vội ngồi bật dậy. Ánh sáng một ngày mới xuyên qua cửa sổ, chỗ nằm cạnh cô còn hằn sâu một dấu nằm, có nghĩa đêm qua là thực chứ không phải là mơ. Văn Quyên mặc áo vào, cô đi ra ngoài. Từ Văn đang làm bếp, mùi thức ăn thơm sực nức. Nghe tiếng chân, anh quay lại cười. Em để cho hai đứa nhỏ ngủ thêm nửa giờ nữa đi. Văn Quyên dạ khẽ. Cô đến sau lưng anh và ngã đầu vào lưng anh. Thức dậy không thấy có anh, em sợ mình nằm mơ. Vậy có nằm mơ không? Anh quay mặt ra sau để mũi anh chạm vào má cô. Em nghe gì không? Mùi trứng chiên, bị khét. Nhưng mà nếu vì được anh hôn mà ăn trứng khét em cũng chịu. Em không biết đâu, bé Hiếu thích ăn trứng hơi cháy cháy một chút. Vậy em phải học nhiều lắm, phải không anh? Cách nấu ăn, cách lo cho chồng và lo cho con. Từ Văn nheo mắt. Cả cách làm vợ nữa. Điều đó anh phải dạy em chứ. Ba, mẹ. Bé Diễm và thằng Hiếu xuống đến từ bao giờ. Nó vòng hai ngón tay làm vòng tròn và cười. Con thấy ba hôn cô Văn Quyên. Bé Diễm láo lĩnh hơn. Còn mẹ em hôn ba của anh Hiếu. Văn Quyên đỏ mắt liếc Từ Văn. Anh vợ mắng hai đứa trẻ. Mau đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi học, coi chừng bà đánh đòn nghe. Thằng Hiếu cười ngõn ngoẻn, dắt tay bé Diễm chạy phục trở lên. Căn nhà của Từ Văn bỗng rộn rã tiếng cười. Văn Quyên à, anh hạnh phúc. Nhưng có một điều, nếu như quá khứ lãng đãng trong anh thì đó là một phút hoài niệm về quá khứ. Em đừng buồn, mãi cho anh một thời gian có được không? Từ Văn, nếu trước đây anh nói với em như thế, em sẽ chờ anh mãi. Dù em là đứa con gái nhiều cao ngạo, chính anh đã đánh tan sự cao ngạo trong em. Vậy chúng mình làm đám cưới nhé. Má Văn Quyên trở lên màu hồng hạnh phúc. Người ta cười cho. Chúng ta lên Đà Lạt đám cưới, sau đó quay về. Này, đi theo anh. Từ Văn dắt Văn Quyên lên phòng anh, lấy hộp nữ trang và mở ra một chiếc nhẫn. Anh cười cầm nó lên. Anh mua cho em, bây giờ anh đeo nó vào tay em nhé. Từ Văn âu yếm đeo vào ngón tay áp út của Văn Quyên. Cô ngước lên nhìn anh, mắt lại đỏ lên mọng những nước mắt. Văn ơi, em hạnh phúc vô cùng. Từ Văn ôm Văn Quyên vào lòng, một chút tư lự về Bảo Quyên. Phan Anh xuất viện, hắn Bảo Quyên đang lo cho Phan Anh. Bảo Quyên đã thu dọn hết mọi thứ vào túi sách. Phan Anh nằm viện gần 20 ngày. Hôm nay trông anh khởi sắc, mặt tươi tỉnh. Anh định xách cái túi sách, nhưng Bảo Quyên đã ngăn lại. Anh để cho em. Cái gì, em cũng dành làm, hãy để cho anh với chứ. Bây giờ anh chưa khỏe lắm, sau này anh mà không phụ em sẽ mắng anh lương dài và lười biếng đấy. Phan Anh vờ rụt cổ. Nhưng anh chồng thương yêu vợ mình, anh ta sẽ không bao giờ lười biếng. Bảo Quyên dành mang túi sách, một tay ôm qua người anh, cả hai cùng ra xe. Ngồi trên xe, Phan Anh cứ nhìn hai bên đường. Bảo Quyên à, anh không ngờ là mình sẽ sống. Nhưng lúc đối mặt với cái chết, anh lại bảo mình không được chết, không được làm khổ em thêm lần nữa. Và rồi anh thấy thần chết cất lưỡi hái ra sau lưng của ông. Bảo Quyên nép vào vai Phan Anh. Anh phải sống để viết tiếp bài nhạc chứ, bài Dòng Sông Tình Yêu, chứ không phải là Dòng Sông Mùa Đông nữa. Vậy là bài Dòng Sông Đông êm đềm nhé. Dòng sông như đang trải dài trước mắt cả hai, những dải lục bình xanh ngát, có hoa tím nở đầy mặt sóng. Con sông dài uốn khúc, gió từ sông thổi lên lao xao. Phan Anh nghiêng người hôn vào má Bảo Quyên. Bảo Quyên, em có nghĩ đến đám cưới không? Chúng ta đã để mất quá nhiều năm tháng, bây giờ anh trân trọng từng giây phút được bên em. Bảo Quyên gật nhẹ đầu, mắt cô nhìn anh long lanh thiết tha. Anh cúi xuống nhẹ đáp môi mình lên môi cô. Mãi mãi anh yêu em, Quyên ạ. Buổi tiệc mừng Phan Anh trở về do Lưu Bảo tổ chức. Anh bắt tay Phan Anh, chúc mừng cậu vượt qua mọi khó khăn. Phan Anh siết tay Lưu Bảo. Cũng nhờ Bảo Quyên và anh Từ Văn, sự sống của tôi là do hai người đó. Từ Văn xen vào, nửa đùa nửa thật. Vậy thì anh nhất định phải mang hạnh phúc đến cho Bảo Quyên. Cô ấy mà rơi nước mắt
là tôi hỏi tội anh đó. Sẽ không bao giờ, tôi làm cô ấy rơi nước mắt, tôi hứa chắc chắn như thế. Phan Anh quay lại, Bảo Khuyên đang song đôi với Xuân Lan. Cả hai đúng là diễm lệ, tình yêu khiến cho tất cả cùng vui vẻ. Phụp, Vạn Khuyên cùng với bé Hiếu bắn cho hoa tóc tiên bay lên thành một màu ngũ sắc. Nó kêu to lên với Tử Văn: Ba ơi, đẹp quá! Dây tóc tiên quấn quít rơi xuống trên vai, trên áo mọi người. Niềm vui chan hòa khắp căn phòng. Từ nay họ là người một nhà, nhưng hận thù bay đi, nhường cho tình yêu dịu ngọt. Cơn mưa chiều đến nhanh và tan cũng nhanh. Bầu trời trong vắt hiện lên một vòng cung, bảy sắc cầu vồng, sắc màu rực rỡ, đưa Bảo Khuyên và Phan Anh về bến hẹn ngày xưa, có dòng sông êm đềm. Tiếng đàn bầu lại réo rắt âm vang. Đôi mắt em là hành tinh sáng lóng lánh, đôi mắt nhìn trời nhẹ nhẹ mây nghiêng. Trong tận đáy mắt đó, anh thấy chỉ có mình em là dòng sông, thật em, mênh mang, mênh mang. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong bộ truyện Hai Lần Lên Xe Hoa của tác giả Võ Nghiêm Phương. Sau khi quý vị nghe xong bộ truyện vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn đến đây, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.